Mùng 1 tháng 2 chỉ có tại webcoreart.com. Rồi ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái con game Hidden My Phone by Mom. Thì để xem mẹ mình sẽ lại tiếp tục giấu những cái điện thoại của mình ở đâu. Ok, và chúng ta sẽ phải trải qua những khó khăn gì. Đầu tiên là mình tập thứ 16 này là chúng ta sẽ có vẻ là đi phải chăn cừu anh em ạ. Được rồi, 15 tập trước mình đã rất là vất vả rồi. Để xem thì chúng ta sẽ còn vất vả đến như thế nào. Có vẻ là mình sẽ phải cho cừu ăn anh em ạ. Và có quả lỗ ở đây, trông rất nguy hiểm. 1 2 Mình sẽ phải kiểm tra ở trong cái này nó có giấu cái gì của mình không. Không, mình không có gì nó giấu ở trong này cả. Ok, vứt vào đây được không? Có thể là mình sẽ phải... Hay là mình có lấy được cái gì trong con cừu này không nhỉ? Mình thấy hơi nghi ngờ. Ok, ta sẽ cho con cừu này ăn à. Rồi ok, vẫn chưa biết là vứt nó ra đâu. What the fuck? Khó hiểu vừa lắm. À đây. Tại sao cái cỏ này lại không được? What the hell? Rồi phải vứt ra đấy anh em ạ, vứt ra đấy nhá. Rồi chúng ta có một cái... À có thể là cái này là cái nắp cống. À đúng rồi. Và đây là... À đây, vứt ra đây. À chúng ta có một cái nắp cống. Trời đưu. Xong cừu này nó ăn nhiều quá nó sẽ ỉa ra cho mình cái... Và điều mà tôi sợ đã đến. Đó chính là con cừu đã ỉa ra cái chìa khóa của mình. Vâng, và lại một lần nữa rất là khối. Thật là khó hiểu. Ok, ngày thứ 17. Mẹ mình trong này đúng không? Có vẻ không phải. Mẹ mình ngoài này đúng không? À, có vẻ đúng rồi. Đập cái này đúng không? À, mình nghĩ là lần này chúng ta sẽ không chơi chìa khóa nữa mà mình sẽ đập thẳng vào đây luôn. Quay mẹ mình. Ôi, phá tường luôn á. Dị vậy mẹ. Rồi ok, lần này thử phá tường thế nào. Phá tường thì là mẹ mình vẫn vào được. What the hell? Để xem. Ai nhỉ? Đây rồi. Dude. Rồi ok. Bà này trôn quá anh em ạ. Chúng ta không phải đập cái gì hết. Đấy. Mình vẫn có cái chìa khóa. Ngay lập tức. Ba thứ tém. Quả bóng ở đây đúng không? Mình sẽ phải đá bóng với ông bố mình đúng không? À không được rồi. Vẻ như là mùi thối đã ám ảnh mình rồi. Mình đã bị thối rất là nhiều lần. Đây mình đã bóng với bố mình. À rồi ok. Rồi ông bố mình bắt đầu phải dọn cái đống rác này vào đúng không? Đấy. Thế là bây giờ mình có thể lấy được đúng không? Mặc dù cái điện thoại của mình nó vẫn thối thôi. Ở trong con game này ấy, mình bị chịu đựng hơi bị nhiều mùi thối rồi. Thế nên là bây giờ mình cảm giác là có một cái gì đó rất là thối quanh đây anh em ạ. Rồi tiếp tục nào. Bàn thứ 19. À, mình sẽ phải chạy đua với con em mình. Và đây là cái... Ê, mình có thể vứt cái này đâu không? Đây, vứt ở đây, xong rồi con em mình... Chưa. Wow. Uầy, con em mình đỉnh nhỉ? À, có thể là mình sẽ trượt về trước em ạ. Của tao, tao thắng. Rồi, ok, mình hiểu rồi. Chúng ta không né được cái vỏ chuối đấy. Thì chúng ta có thể tận dụng nó để về đích nhanh hơn, đúng không? Xịn và lờ, người ta gọi là chiến thắng bằng cái đầu ấy. À, thằng bố mình sẽ sút mẹ quả bóng vỡ mồm mình đúng không? Ấn với cái tay của bố rồi, ấn với cái quần, ấn với cái giày rồi. Mẹ. Khó nhỉ, mình chưa chỉnh được cái đấy. Mình nghĩ là mình có thể chỉnh được cái gì đó nhưng mà không tìm được anh em ạ, không tìm được là mình chỉnh cái gì luôn. Không biết là chúng ta sẽ di chuyển cái gì đây. What? Di chuyển cả chữ go luôn. Rồi tuyệt vời. Mình đã cho cái này bé lại. Ờ bây giờ thử sút cho nào. Lại một lần nữa anh em ạ. Phải dùng cái đầu, nhớ nhá. Nhớ là phải dùng cái đầu đấy. Rồi mẹ mình đi ngủ mà vẫn còn nghịch điện thoại à? Thế không được rồi. Chúng ta sẽ phải lấy cái sóng wifi rồi. Ơ. What the? À, cái điện thoại hình như là của mình. Bây giờ mình phải cho mẹ mình đi ngủ, đúng không? Đây là cục router wifi này. Chúng ta cũng có một cái nồi. Có thể là mình sẽ úp cái nồi lên. Mất sóng wifi đúng không? Rồi mẹ mình quyết định đi ngủ. Chúng ta sửa lấy cái này ra. Không phải. Ai, có cái bếp đấy. Có lấy lại cái nồi không? Tại vì mình sợ ấy, bây giờ mình lấy sẽ bị phát hiện. Ờ, lấy được bình thường anh em ạ. Mình hơi lo xa quá, ok. Hơi lo xa quá một tí thôi.
thằng bố mình lại đi ngủ. Từ từ đấy anh em ạ, cái này nguy hiểm lắm, chúng ta phải kiểm tra kỹ càng. Đã lấy được cái này rồi đúng không? Vứt ra đâu đấy đúng không? À đúng rồi, lấy được kính của bố mình thì bố mình sẽ không nhìn thấy ai cả. Chuẩn. Ok, ngày thứ 23. Mình thề là cái mắt này không phải của mẹ mình. Anh em tin không? Mở ra không phải nhá. Ui, thì ra là đúng thật anh em ạ. Mình kiểu cố tình đấy. Mình cố tình thôi. Anh em nghĩ gì? Làm gì mà có chuyện mà mình không biết đấy là mẹ mình. À đây, chúng ta sẽ lấy cái này, gắp cái này. Ok chưa? Rồi, bỏ cái này qua lỗ. Ý, mùi thối bốc lên. Thế là mẹ mình sẽ phải tự động chạy ra ngoài, anh em tin không? Không chạy ra ngoài à? Mình đã vứt cái tất thối vào đấy rồi mà. Hoặc là có thể mở ra thì mẹ mình đã ngất. À, đúng rồi, chuẩn luôn. À, không được các bạn, không được. Mình phải dùng cái kia mình gắp, đúng rồi. Nếu như mà mình không dùng cái này mình gắp thì mình sẽ bị mùi thối, mình chết anh em ạ. Rồi, ok, lại nhé. Đây, vứt này vào đây. Rồi, bắt đầu mùi rất thối rồi. Mở ra, mẹ mình ngất rồi. Đấy, ta sẽ dùng cái này để gắp nhé. Rồi, ok, đấy, chết chưa? Trong cái bàn này là có rất nhiều thứ thối liên quan đến cái điện thoại của mình. Ây da, nữ công gia tranh. Rồi, có một cái bánh ở đây. Chúng ta sẽ đặt vào đây để con chuột nó chạy ra đúng không? Con chuột chạy ra mình... Ui, mẹ mình sợ chuột quá là mẹ mình chạy rồi. Và mình đã lấy đi cái này. Chúng ta có vẻ là chúng ta sẽ hút cái con chuột này ra. Ơ, à, không phải à? Mình nghĩ là mình có thể hút con chuột này ra. Đấy. Nếu như bây giờ mà mình không hút được con chuột thì mình sẽ hút được cái quái gì nhỉ? Mình sẽ hút cái gì đây? À đây. À, mình có thể hút được từ cái này à? À, nó ở sau cái tủ lạnh nhưng mà chứ không phải mình hút con chuột đâu. Rồi, ok. Easy. Không hút được cái nọ thì mình hút cái kia vậy. Chúng ta có một con chó ở đây. Một con chó cái nhà anh em ạ. Cái này không mở được. Và mình nghĩ là mình sẽ phải đập cho con chó một trận đúng không? À, chết thật vậy. Kiểu là bạo hành động vật đấy là bị bắt. Được rồi, mình sẽ phải kiếm quả bóng. À đây có quả chìa khóa đây rồi, mở này ra. Lấy được khúc xương, mình nghĩ là cho con chó lấy khúc xương. Thế con chó sướng quá chạy đi đúng không? Đấy, sau bắt đầu mình lấy được cái điện thoại này. Vâng. À thì ra là có hai con chó cơ. Bố láo bố xiên thật, ok. Đưa cho mình cái này. Mình sẽ lấy quả này, đấy mình sẽ lấy cái này. Đấy mình đưa cho con chó này đúng không? Mình đưa cho con chó đấy xong mình cầm. Mình cầm cái này, mình đập vỡ nhà luôn. À không, mình lấy cái đấy mình kể gọi là lấy nó ra đúng không? Không bị chó cắn. Chơi chó là một hình thức gọi là trò chơi mạo hiểm ở Việt Nam. Nhưng mà tốt nhất là mình không nên chơi nhiều vì nó là trò mạo hiểm. À, chúng ta có một cái hồ nước ở đây à, mình có thể câu được một con gì đó dưới này đúng không? Uầy, mình câu được mẹ mình luôn. Vãi. Hoặc là sẽ câu cái gì đó từ thằng bố mình. Ồ, câu tờ báo luôn, ok. Ông già mình bắt đầu lại quay cho mày đọc. À, rồi, ok, tuyệt vời. Ok, con em mình bắt đầu nghe một quả nhạc gì đấy. Mình không biết là nhạc gì. À, chân mẹ mình ở đây này. Mình nghĩ là mình sẽ phải tháo này ra. Không phải. Đây, tháo này ra. Ai chả, bị giật điện anh em ạ. Vậy thì cái bóng chày cái để làm cái quái gì nhỉ? À, đúng rồi, mình sẽ lấy cái đôi dép của mẹ mình. Chuẩn luôn. Ôi, không phải rồi, không phải. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ phải đi một cái đôi dép như vậy ấy, để mình không bị giật điện. Mình có thể cù chân mẹ mình. À đấy, rút này ra được. Ờ, con em mình chạy đi rồi. Ờ, làm gì nhau. Ờ, con hâm. Chạy đi con hâm. Ờ, ok. Nhưng mà như thế này thì chúng ta, à đâu, mình bỏ ra rồi là không bị giật điện nữa đúng không? À, dám giấu điện thoại của ta ở trong này ạ. Ok, nó dám giấu điện thoại mình ở trong đấy em ạ. May đấy, con em mình nó cậy là có mẹ mình bảo kê, thế là nó rất là bồn láo. Nó dám khóc. Nó rồi xong đi nó mách mẹ. Nhưng mà bây giờ mình đã chắc vào rồi, không ai giúp được nó đâu. Ok. Có rượu anh em ạ. Rồi, rót rượu cho ông già uống. Cho say sưa luôn. Uống đi bố em. Rồi, ông già mình say, bắt đầu say lắm rồi. Mẹ ông già mình say rồi làm sao đây?
cục đá này đổ này ra. Ui ôi, tung xác luôn. Ui, thương thế nhỉ. Người ta gọi là bỏ mạng trên đường mà đi tìm gọi là cái đồng hồ của mình. À nhầm, cái điện thoại của mình. Mà dùng quả bom kia thì không được thôi. Đây đây, mình sẽ dùng cái này đi. Rót cho ông già mình uống. Uống tiếp đây. Đấy, uống nhiều sẽ buồn đi vệ sinh, giống như ở tập trước. Rồi lần này đi vệ sinh rồi. À, rồi đẩy qua luôn. À, ông già mình chết quá nhỉ. À, mày thế. Ông, mày kiểu bố mình đang đi vệ sinh trong đấy, mình dám mở cửa ra là có ngày đòn. Ok, ngày thứ 29. Quả bình này thề là bên trong con. Uầy, hộp diêm, cô bé bán diêm mà anh em. Mình nghĩ mình không nên châm mình kia vội đâu. Chúng ta sẽ có một cái gì đó, mình có thể, mình nghĩ là mình sẽ dán này vào đâu đó. À đây, dán vào đây. Rồi, có điện thoại, bố mình dậy rồi. Không làm gì đây? Sao mình sẽ phải đốt này lên đúng không? Wow! Oh, ok, kiểu như là món quà bất ngờ ấy anh em. Mình cứ tưởng nó sẽ nổ quả kinh lắm, nhưng hóa ra là vẫn nổ ra mày. Ôi chết rồi. Cả nhà mình bị bắt cóc. Mình sẽ làm gì trong tình huống này? Những tình huống nan giải như thế này sẽ đều có cách của nó. Vâng, đến cả mặt trăng cũng đã đi ngủ. Ok, liệu rằng chúng ta sẽ đập cho thằng này một phát và giải cứu gia đình mình. À, no! Thằng trộm này thật là gian ác. Không được rồi. Để xem là mình có lấy được cái gì thằng trộm này không nhá. À, mình có thể lấy được điện thoại anh em ạ. Lấy được điện thoại sau đó làm sao? Tình huống này thực sự đã rất là khẩn cấp rồi anh em ạ. Phải gọi điện thôi. Ê, vẫn không được, cái sư mày. À, có thể là chúng ta sẽ phải đứng ở bên kia anh em ạ. Mình đã có điện thoại rồi. Thật sự rất căng thẳng. Bố mẹ mình đang trong tình trạng bị bắt, bị bịt mắt. Con em gái mình cũng đã bị trói tay trói chân và rất có thể là sẽ bị giết. Nguy hiểm vờ lờ. Ok, gọi cho SOS nào. Thì thầm to nhỏ. Ê, cảnh sát đây bạn ơi. À, gia đình đoàn tụ đúng không? Nó phải thế chứ. Nhờ có mình cả đấy. Nhờ có chiếc điện thoại yêu dấu của mình mà mình đã cứu được cả gia đình mình. Thật là hạnh phúc. Ok thì tập cuối là chúng ta đã gọi là lấy công chuộc tội rồi. Mình bị giấu điện thoại đi, nhưng mà cũng nhờ có cái điện thoại đấy thì mình có thể cứu được cả gia đình mình thoát khỏi tên trộm xấu xa và gian ác. Chứ không thì vớ vẩn, hôm đấy đã là ngày tận thế của gia đình mình rồi. Có thể là nó sẽ giết tất cả mọi người trong gia đình mình. Có thể thôi nhá. Ừ, đấy là mình suy đoán như vậy. Nhưng mà về sau nhờ có điện thoại mình đã gọi cho cảnh sát đến và mọi người đã được cứu. Nói chung là mình cũng có một cái công rất là to đúng không? Rồi thì video này mình sẽ kết thúc đây. Và nếu anh em thấy thích những cái con game bựa trên Mobi này thì đừng quên là để lại một like để mình tiếp tục làm tiếp những tập tiếp theo. Ok, và đừng quên là nhấn đăng ký kênh để giúp mình sớm được 1 triệu người đăng ký nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.